Xin chào anh em bán cá chơi thì vừa nè. Wow, con thần long 3 tỷ 7 80 37 80, bắn đạn 1M kết hợp 25% đó anh em. À, bắn con thần long nghe nó đã cái tai gì đâu đó anh em ơi, lâu lâu ăn được thần long ha, kết hợp 25%, bắn đạn 1M 2M nha anh em. Và bây giờ vàng của mình nó cũng lên được mười mấy B rồi, mình cũng ráng bắn đạn 1M 2M coi xem sao nha anh em. À, nếu mà có thua thì cũng thua 5-7 B gì đó thôi ha. Hên hên thì như ăn con thần long đó thì cũng lên ha. Chúc anh em ngày mới ha, ngày chủ nhật, ngày nghỉ chủ nhật vui vẻ bên gia đình và người thân, công việc luôn thuận lợi nha anh em, phát tài phát lộc, chơi cá vui vẻ nha. Rồi hôm nay cũng là ngày nghỉ chủ nhật, mình rảnh rảnh chút xíu ha, cho nên vào bắn cá với anh em cho vui. Mấy bữa nay thì mình thấy có vẻ cá nó cũng im ha, cá nó cũng mềm, cá dễ chết hơn ha, cho nên cũng mạnh dạn bắn đạn 1M 2M xem sao. Chứ còn mà cá nó cứng nó trâu quá, bắn đạn 1M 2M trong vòng nửa tiếng một tiếng đồng hồ thì đi cả chục bê là bình thường nha anh em. Nay mấy bữa nay cá nó mềm rồi, vô mình bắn với anh em giải trí cho vui ha, rồi quay lại để đăng lên YouTube để có anh em nào xem cho vui ha. Bắn cá này cũng hên xui anh em, chứ cũng không hay đâu, không hay, ai hay ho gì đâu. Tất nhiên là bắn hoài nó quen tay, nó quen tay thì mình bắn làm sao cho đừng có phí đạn. À, đừng có phí đạn như bạn này nè, bạn kế bên á, chơi bắn cá mà chơi đạn lớn ha, đạn 1M 2M 5M thậm chí 10M 10M mà bắn nó phí đạn thì cứ mỗi viên ra là cứ 10M, mỗi viên ra là mất cách 10M, cho nên mà bắn chú ý thì lâu lâu mới sử dụng hầm tâm. Ví dụ mình ăn được cái con mèo hình sấm, ví dụ mình ăn được cái con đạn tam vĩ này nè, rồi mình dí theo con mèo hình sấm hay dí theo con rồng vậy ha. Cái còn mà sử dụng hầm tâm liên tục á là không có cá là nó dội vô vách tường nữa, phí đạn lắm nha anh em. Cho nên mình để ý thấy các bạn bắn đạn lớn cũng ít sử dụng hầm tâm lắm, trừ khi nào là nào cá nó nhiều sử dụng hầm tâm với con rồng hay với con mèo hình sấm gì thôi, chứ còn với hầm tâm liên tục là phí đạn. Chủ yếu mình bắn thủ công mà, mình bắn bằng tay như thế này nè, con nào chết được chết ha, không chết nó bắt đầu nó con dí heo rồng đó. Như bạn trên là bạn phí đạn, bắn vậy là quá phí luôn đó, cứ viên vậy là 10M, viên vậy là 10M, chịu gì nổi. Ví dụ là bắn đạn lớn ha, cho nên là bắn đạn lớn, bắn đạn từ 1M 2M 5M 10M thì mình gò từ viên đạn nha anh em, nói chung tiết kiệm từng viên đạn. Một viên đạn là một quân thù, riêng đối với bắn cá là một viên đạn thì sẽ chết một con cá ha. Quan điểm như thế, nhưng bắn nhiều viên có khi nó không chết. Mình vừa bắt được cái con đạn tam vĩ, quét xem ăn được bao nhiêu ha, quất được cái con rồng này không ha. Đó, sử dụng hầm tâm dí theo con rồng đấy, mà con rồng nó lụp chỗ kia nó không chết rồi, tiếp tục mình dí con rồng thôi, xem con rồng có chết không.
khá trâu mà anh em. Con rồng khá trâu ha. Tạm lại khả năng không chết, nó đi lên góc trên này. Lên góc trên lũi lên. Quá. Thằng Long, trời ơi. Mình cũng sử dụng đạn đôi nữa chứ mà so với bạn trên là so không kịp luôn. Tại vì con rồng nó gần bạn trên cũng sử dụng đạn đôi ha. Nó không ngờ con đó là con thằng Long luôn ông ơi. Xém chết con thằng Long đó. Xém chết con thằng Long, tiếc ghê. Ô, mình cũng bắt được hai con cá tiên vàng liên tục ha. Rồi, cũng tạm ổn anh em. Băng đạn mộc mờ chơi như thế nào ha. Đạn cũng vàng của mình cũng được mười mấy mê rồi, có thể chơi đạn mộc mờ đâu được rồi, mộc mờ hai mờ được rồi, xui lắm mới ra đảo ha. Nên còn cứ như thế này chơi thì chắc lẽ là nếu khu thì cũng 3-4 bê 4-5 bê gì đó. Đừng có máu lửa quá anh em, lên 10M là ra đảo đấy. Như cái nick của mình bắn 10M, 5M, 10M dễ ra đảo lắm nha anh em. Cá mà nó trâu, nó siết lại, nó trâu, nó ghim cái hạt mình, không ăn được đâu. Cứ từ từ mình lên đạn thôi. Có thể là bắn 500k, 1M, rồi lên 2M. Nó tầm đó có lợi là được anh em. Chứ còn bắn 5M, 10M gà ra đảo là chuyện thường, mười mấy bê chả thành vấn đề gì hết. Thường cái màn này nè, mấy con tiên cá hồng với lại mấy con cá đuối này nè, các bạn sử dụng đạn maximum bắn ha. Bên hơn thì cũng ăn được, gọi là cá chạy nè, màn cá chạy. Trước đây thì các bạn cứ đợi cái màn nó ra đi bắn thôi, mấy màn khác không bắn. Chắc có lẽ là cá nó dễ chết hay như thế nào, mình thấy nó cũng bình thường. Có khi nó cũng chết, nó cũng lời nữa, có khi nó không chết cũng lỗ anh nha. Bắn ở đây là đạn lớn, một mờ trở lên đó ha. Bây giờ 50% mình vẫn còn 10.000, hơn 10.000 phải. 25% ha. Có gì đâu bạn ấy đóng băng trời. À bạn ấy đóng băng rồi bắt cái con tiền cá của chị Hằng. Mình quơ được cái con cá hổ săn mồi. Quơ xả láng đi, trúng đâu trúng. Chết đâu chết ha. Wow, vậy mà cũng quơ được cá tiền cá vàng. Rồi cứ quơ xả láng này được mấy trăm bê, được mấy trăm mê, được 548 mê anh em. Cũng tạm ổn anh em, bước đầu mới vô cũng tạm ổn. Quơ được cái con thần long là ngon rồi. Thần long mà kết hợp 25% nữa, được 3 bê bấy, 33 bê, gần 4 bê, nó sướng lỗ tai ha anh em ha. Đó là đạn mộc mê đó, mộc mờ đó. Còn mà đạn 2M, đạn 5M, 10M sướng nữa. Quá wow. Ăn được cái con cá thần tài anh em, kết hợp với 25% ha. Đó, đạn đôi chứ, đạn đôi chứ không phải 25%. Đạn đôi thì cá nó dễ chết hơn nha anh em, tại bắn mỗi lần hai viên đạn. Nhưng mà cá nó không chết rồi thì nó ra vàng, nó ra đạn ào ào luôn anh em. Cá nó trâu mà đâu đạn đôi đạn ba nó cũng không chết thì tốn vàng kinh khủng luôn. Cá nó trâu nó không chết thì ra đi 4-5 bê là bình thường. Bắn trong vòng là nửa tiếng nha anh em, 4-5 bê, 5-6 bê. Dòng nửa tiếng, 1 tiếng đồng hồ ha. Ngày nghỉ anh em vào bắn cá cho vui. Anh em nào ủng hộ kênh mình thì vô kênh mình xem các video mình có quay lại mình chia sẻ ha. Chia sẻ bắn cá.
hàng ngày mình có quay mình đăng lên ha. Anh em nào có xem vào xem ủng hộ nha anh em. Rồi mình xin một cái bình luận, xin một cái đăng ký ha, làm động lực cho mình bắn cá để mình rảnh rảnh mình bắn cá mình up lên cho anh em xem cho vui ha, giải trí xả stress cho anh em. Công việc hàng ngày bề bộn, có khi cũng gặp áp lực ha. Rồi bắt đầu có những phút dễ lao giải trí, những phút rảnh rang nghỉ ngơi để mình vào mình xem bắn cá, bắn chéo 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 ha, bắt được con bot này bắt được con bot kia, xem nó vui ha, nó quên đi sự mệt mỏi ha anh em, xả stress. Nhìn chung là những anh em chơi cá cũng đều đam mê hết ha, thích cái món này bị tải cái game này về chơi. Nói chung thì cũng chả có gì đâu, chỉ có bắn mấy con cá thôi, chỉ có bắn mấy con cá thôi, nhưng mà bắn chiếc nó cũng đâm ra cũng mê ha. Anh em nào có vàng nhiều thì bắn nhiều, anh em nào có vàng ít thì bắn ít. Cũng từ từ mà lên thôi, nói chung là cũng nạp rồi bắt đầu mới có vàng bắn từ từ lên ha, chứ không phải vàng từ trên trời rơi xuống, cho nên anh em bắn là hết sức là tỉ mỉ ha, gò từ viên đạn một ha, đừng có vô chơi xả láng, đặc biệt là bắn đạn lớn mà vô chơi xả láng đạn nó bay tứ tung hết. Tất nhiên là tứ tung thì có cá ha, không chết con này hay chết con kia, nhưng mà cá gần hết trong màn hình rồi bắt đầu anh em cứ là sử dụng thần tâm, rồi sử dụng bắn đạn mà không kìm lại, không nhả cái bàn tay mình ra kịp thì đạn nó ra ào ào, cá nó đi mất rồi vẫn bắn dội vô vách tường dội ra thì nó rất phí nha anh em, rất phí đạn luôn, rất phí đạn luôn ha. Thay vì cái đạn phí đó mình để mình gò từng viên mình chơi, bắn nhiều lần phí như thế thì cũng rất tốn vàng nha anh em. Đó, mình thí dụ mình phải một hai lần mà nhiều lần như thế thì rất phí luôn, bắn đạn lớn thì cực kỳ phí luôn, nó đi hết mấy trăm mê là bình thường anh em, nếu mà bắn lâu dài bắn như thế nó phí đạn lắm. Xem con rồng này chết không hay là lũi xuống góc, rồi mình để ý con rồng này lũi góc này nó không chết đâu anh em, mình bắn bao nhiêu lần nó lũi ngay mình, nó lũi xuống nha, nó lũi ngay cái góc đó nó ra thì con rồng nó không chết, bắn bao nhiêu lần thì con rồng ngay góc đó nó không chết nha anh em, để ý như thế. Rồi anh em rồi bắn cá vui vẻ nha anh em. Sáng ra quất được cái con thần long, bắn đạn một mê kết hợp 25%, nghe nó sướng cái tai anh em ha, nó sướng tê tái luôn. Như vậy chứng tỏ cá nó cũng không trâu lắm nha anh em, phải chơi được. Mình thường thấy anh em vào Long Cung rồi đảo Hỷ Sinh, rồi Long Cung đảo Hỷ Sinh Long Cung bắn ha, rồi nói chung mấy cái phòng 5 phòng tổng cộng đi cá là có 5 phòng ha, anh em thích bắn phòng nào thì bắn ha, riêng mình thì mình vẫn thích bắn cái phòng này, gọi cái phòng này gọi là phòng đảo thường, đảo thường. Bởi vì cái nhạc này nó không có bản quyền anh em, mình đăng lên nó không bắt bản quyền của mình quá, mình quơ được cái con mèo, mình quơ được cái con đạn tam vĩ và dứt luôn cái con cá hổ săn mồi, mình quét cá thôi anh em, quét cá thôi. Có con boss nào không, con tiên cá này chết không, chết luôn con tiên cá anh em, luôn cái con phượng hoàng lửa chết không, rồi hết tác dụng của
đạn hổ săn mồi, cá hổ săn mồi rồi, con cua ra đi rồi. Con cua nó cực kỳ khó chết nha anh em. Hôm nay mình bắn hoài mình không thấy anh em nào bắn chết con cua xem thử như thế nào. Con cua có khi nó ra cái nó biến mất, nó vừa ra mình chưa thấy hình hài hình dạng nó ra như thế nào nó biến mất rồi. Nó sợ chết dữ lắm anh em ơi, nó ra là nó chui hang, nó ra nó nhử mình, nó ra nó làm cảnh chút xíu là nó chui hang. Không hiểu tại sao luôn, thay vì cá nó ra thì nó không phải ở là 5-10 giây, 20 giây gì đó để cho người chơi người ta bắn. Mặc dù là không chết đi chăng nữa thì cũng ở lâu lâu để anh em người ta bắn xem sao. Cái này ra là biến, ra là biến. Có khi đóng băng lại cũng biến luôn. Con cua nó sợ chết dữ lắm anh em. Hình như cua mấy bữa nay nó lột xác, nó chưa cứng cáp lại, nó sợ chết cho nên nó ra là nó chui hang ngay, nó ra nó tính kiếm ăn. Nhưng mà ra có bắt đầu bị anh em bắn dữ quá cho nên sợ chui hang. Thành riết là thành cua đói luôn anh em. Thành cua đói luôn. Ra tính kiếm quơ vào mấy con cá con nào để ăn, gấp ăn ha. Nhưng mà ra có bắt đầu là sợ bắn, anh em bắn dữ quá chui mất dép luôn, chui vô hang luôn. Đó, con cua lại sẽ xuất hiện anh em. Nếu mình nói lại xuất hiện, chưa đụng viên đạn nào lại ra đi. Đói quá, đói ra kiếm ăn mà bị anh em bắn săn bắt dữ quá luôn. Cua lại tiếp tục chui hang anh em, không ở ra ngoài cho nên mình thấy hình hài. Mình bắn một vài viên đạn vô đó rồi xem nó có chết hay không. Này, con cá hàng tài nó đang xuống mình để mình sử dụng đạn đôi mình bắn nó xem nó chết không nha. Nó đi lên chứ không phải xuống mình nha anh em. Nó lủi cái bắt đầu nó ngóc đầu nó đi lên rồi, ngóc đầu đi lên rồi. Con nó cũng bắn khó chết lắm anh em. Nó mà lủi ra đó ở giữa bắn không chết, nó lủi vô ở giữa giữa đó là khó chết. Mình để ý bao nhiêu lần rồi ha. Con cá hàng tài đó đó, cứ sử dụng đạn đôi mình quơ thôi anh em, chết con nào quất chết ha. Đấy, đóng băng lại đóng băng bắn cái con tiên cá của chị Hằng. À, con tiên cá của chị Hằng cũng có đáng gì đâu, bắn được một con tiên cá của chị Hồng thì nó tưởng mình ở ngoài ha, tưởng ở ngoài có lúc là mê, có lúc là 100k gì đó mình nhớ như thế ha, tùy theo đạn lớn đạn nhỏ như thế nào ha. Nhưng mà có thưởng nha nè, có thưởng. Cho nên là các bạn cứ thấy cái đợi con tiên cát của chị Hằng ra bắn ha. Tiên cát của chị Hằng đàn hạt mình còn tới 78 cái đàn hạt, nhưng mà mình không có gọi ha, không có gọi ra, chỉ bắn cá bình thường như thế này thôi. Hôm vừa rồi thì mình có làm một cái video clip chuyên bắn về tiên cá của chị Hằng. Không có tiên cá chị Hằng cái mình gọi ra ha. Mình sử dụng cái đàn hạt đó, mình mua cái đàn hạt đó mình gọi ra mình bắn. Mình cứ tập trung bắn tiên cá của chị Hằng thôi. Nhưng video này thì mình không có gọi nữa mà mình bắn bình thường ha. Xem có cá thì mình bắn thôi. Anh em tiếp tục xem để khoảng 30 hơn 30 phút mình ăn thua nha anh em. Hơn 30 phút mình ăn thua nha. Cạn sầm mới biết rô chơi anh em. Thế bây giờ là bắn cái mới vô bắn cái thua là một bắn 1m 2m ha. 1m 2m mới vô thua 1 2b, bắt đầu nản bắt đầu ra thì coi như là thua rồi. Mình tiếp tục mình quơ đi. Còn vốn mà anh em, không phải hết vốn đâu. Khi nào hết vốn thì ra đảo thôi, chứ còn vốn thì còn bắn. Còn có cơ hội đừng gỡ gạt lại ha anh em ha. Đây, có khi cá nó trâu, có khi cá nó mềm, mình bắt mình quơ một hai con rồng gì đó thì một hai con rồng hay là một cái con mèo hình sắn là mình lấy vốn lần anh em, có khả năng dư vốn luôn ha. Mình sử dụng đạn đôi mình quất con mèo hình sắn này luôn xem chết không, nó cứng. Thường mình để ý là đóng băng lại là
cá nó trâu dữ lắm nha anh em, để cá nó tự nhiên thì có khi cá còn chết, cứ đóng băng trâu trâu thì thôi, chứ không phải đóng băng lại cái nằm im cho mình bắn mà nó cá nó mềm đâu. Tất nhiên cá nó cũng chết nhưng mà nó trâu lắm, nó cứng cực kỳ. Đấy, con cá con như cái con rồng này nè, con rồng này nó nằm ngang nó lủi xuống nè, con rồng này cực kỳ khó chết. Nhưng mà bây giờ ngay mặt mình thì mình bắn thôi, mình sử dụng đạn đâu mình bắn thôi, chứ mình biết con này nó cực kỳ khó chết nha anh em. Anh em để ý đi, cái con rồng nó đi đó bắt đầu nó lủi, nó cứ đóng băng lại thì mình cứ bắn thôi. À, không lẽ là không bắn thì cũng kỳ ha, chứ mình biết con rồng này nó trâu lắm, con rồng này nó khó chết cực kỳ luôn. Nó lủi vô góc này bắt đầu nó nằm ngang cái nó lủi xuống, nó lủi cái mặt nó xuống, mình nhí theo cái con cầu mai, cái con mèo hằng sấm nè, cái con rồng nó không chết đâu, mình biết con rồng nó không chết, mình bắn bao nhiêu lần mình để ý, giờ cứ bắn một đống một chục băng nữa chăng nữa bắn rồng nó không chết, mà có khả năng bắn con mèo hằng sấm này cũng chết nè. Mèo hằng sấm qua tới bên kia chết luôn, coi như con mèo nó cũng vô dụng, không còn cá ở ngoài. Tiếp tục mình bắn nha anh em, thường mình bắn ở bên góc phải này quen rồi, mình quên được cái con đạn tam vĩ anh em, quất cái con cá hổ săn mồi này xem sao, để nó trâu được rồi anh em, đạn ba mà con hổ săn mồi không chết luôn, mình quyết định mình sử dụng hồng tâm mình giết con rồng, rồi con rồng trơ trơ luôn anh em. Nó qua bên đây nè, qua bên đây sử dụng 25%, không sử dụng đạn đâu nữa, sử dụng 25% và hầm tâm dí, nó lủi vô thì mình sẽ dí con mèo hành sấm, xem con mèo hành sấm này chết không. Đấy, đi đi như thế này nó tưng 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 như thế này nó khó chết lắm luôn rồi nè, rất khó chết nha. Rồi hai con đã ra đi luôn, chả con nào chết. Tiếp tục mình bắn anh em, mình bắn trong vòng khoảng mười mấy phút nữa xem sao nha, anh em theo dõi nha, cạn sầm mới biết rô trê nha anh em. Bây giờ như vậy là chưa biết ăn thua gì đâu. Tất nhiên do rồi cũng có ăn có thua rồi đấy. Luôn thì còn cá thằng tài kết hợp 25% xem cá thằng tài chết không, không chết mình chuyển qua con rồng, chuyển qua con rồng xem con rồng chết không, con rồng nó cũng trâu luôn, nó đuổi gì đó thì bắt đầu hồng tâm với con khác rồi, tiếp tục dí con rồng thôi, rồi đợi con rồng xuống đây. Đợi con rồng xuống đây, sử dụng 25% mình bắn ha. Trâu quá, trâu quá trâu anh em, nó sử dụng đạn đâu nó cũng không chết à. Đây, nó đi lên, nó hướng lên, 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 xem chết không. Đó, con rồng nó cũng đi lên, nó hướng đó cũng cực kỳ khó chết nha anh em, cái góc đó đó. Đóng băng lại nó cũng không chết đâu. Để ý mấy cái góc mà mấy con rồng nó thường đi như thế, nó ít bao giờ nó chết lắm. Bắn mà để ý, bắn hoài riết mà để ý biết. Tài trên bắn chết cái hình tài, tiếp tục bắn được cái con cá hổ săn mồi, bạn ấy quơ đã rồi, bắn được cái hổ săn mồi cứ quơ thôi, chỗ nào cá lớn thì cứ nhả đạn vô trong đó quơ xuyên khe, chết con nào được chết ha. Con tiên cá của chị Hằng ra lủi đi luôn rồi. Cá bây giờ nó khá trâu lại rồi anh em. Bây giờ mình level của mình mới trùng sinh lên 68 nha anh em. Tới trùng sinh 69 thì mình vô trùng sinh 69 ha. 68 số cực kỳ đẹp ha. 68 nhiều người thích số 68 lắm anh em, bảng số xe mà 6868 là VIP luôn anh em, tiền tỷ đó anh em.
À, bạn số xe là 6868 ha. Cực kỳ VIP. Sáu tám sáu tám rồi là phát lộc hay gì đó, phát lộc hay cái gì đại khái người ta gọi, mình cũng rành lắm nhưng mà cái số 68 người ta chuộng lắm, đặc biệt là số bản siêu xem 68 số 8 qua. Wow, mình ăn được cái con cá thần tài hả, được con cá thần tài. Tiếp tục về bắn khoảng chừng 10 phút nữa anh em, 10 phút để xem sao ha, anh em cứ theo dõi nha, khoảng 10 phút nữa xem mình có xử được cái con thần long nào không, hoặc là con rồng đại long, con tiểu long hay con mèo hành xám gì không nha. Cua thì không có mơ ước rồi, cua nó trâu lắm luôn, cua nó trâu đến mức ra nó rất đáng, nó mới nhắc nó ra kìa. À, thậm chí nó ra còn không muốn bắn nó luôn nè, tại nó trâu, nó quá trâu, bắn hoài nó không chết cho nên không muốn bắn, không thèm bắn nó luôn, chán con cua không thèm bắn luôn. Nó vô đó nó bắt đầu nó cứng cáp lại, bắt đầu nó ở lâu lâu xíu, kiểu mà nó mới lột xác thì nó ra nó chui hang liền. À, bây giờ nó cứng cáp nó nhử mình ghét bỏ luôn, không thèm bắn, ở đây bắn nó cứ ủa, nó có chết đâu mà bắn, đi 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 cho khuất mắt đi, tiếp tục mình bắn cá bình thường thôi anh em. Bây giờ trong phòng còn có hai bạn chơi, à, mình sử dụng 25% mình bắn con tiên cá vàng này xem sao, đóng băng lại bắn con tiên cá vàng xem con tiên cá vàng này có chết hay không. Đang sử dụng 25% tiên cá vàng chết không, trâu kìa anh em, trâu, con trên con dưới gì nó cũng trâu hết ha, con trên con dưới cũng quá. Wow, cuối cùng cũng bắt được một em tiên cá vàng kết hợp 25%, được hai trăm mấy anh em, 250 gần 260 rồi. Tiếp tục mình bắn cái con cá thần tài lũi xuống đây, lũi xuống đây, nó lũi đây, nó lũi lên đây nè, nó lũi xuống khả năng chết, nó lũi lên đó, đó nó lũi lên vậy là bắn nó không chết. Có sử dụng đạn đôi, sử dụng đạn đôi hồng tâm dí nó, nó cũng không chết nha. Nó lũi xuống á, nó lũi tới nó giữa, nó lũi xuống mình á, và khả năng ngay mặt mình thì bắn chết nha. Nhưng mà nó lũi lên cái lũi, nó lũi ngang qua cái lũi lên, nó chúi đầu xuống cái lũi lên là con đó. Mình để ý nè, để ý bao nhiêu lần nó không chết. Còn cả hạt tài nữa đó. Bạn cái bên bắn được con đạn tam vĩ rồi, cứ hết mà quơ cá thôi, đạn cá nó cũng trâu rồi, đạn tam vĩ mà cá cũng trâu, bắn con tiên cá chị Hằng không chết luôn. Rồi mình thấy bắt được cái con phượng hoàng lửa đó không, con phượng hoàng lửa nó cũng trâu đi luôn. Rồi hết đạn tam vĩ như thế là lỗ ra nè, bắt được con đạn tam vĩ mà bắn không con nào chết thì lỗ chắc luôn anh em, bị nó ra lần ba viên đạn kìa, nó ra gấp ba lần người ta, mà cá không chết thì lỗ, chứ không phải là bắt được con đạn tam vĩ là ngon đâu anh em. Bắt được con đạn tam vĩ rồi bắn lỗ hoài chứ gì, chơi mà chơi đạn mười mê mà bắt được đạn tam vĩ đó là còn có quơ cá, cá không chết thì đạn nó ra ào ào luôn, ra tổng mấy trăm mê luôn anh em, cá không chết thì biết làm sao. Tiếp tục mình với cái con cá hổ săn mồi này xem sao, sử dụng 25% rồi nó lũi nó xây tròn nó đi luôn, nó cuốn tròn nó đi luôn anh em. Mình chuyển qua mình bắn cái con rồng á, ô bọn trên đóng băng thì mình quyết định mình bắn cái con cá thần tài này 25% xem cá thần tài nó có chết không nha anh em nha. Nó trời trời nó trâu lại rồi anh em ơi. Ôi, con cá thần tài mà bắn là chết rồi, 25% thì cũng ngon lắm nha anh em. Mà nó rất tiếc thì nó không chết. À, có khả năng cá nó trâu lại rồi, nãy giờ cá nó trâu lại rồi anh em. Mấy màn mà trâu lại rồi.
xem con rồng này xuống mình bắn nó chết không nha. Con rồng đấy, con rồng nó lủi kiểu này cũng khó chết lắm anh em. Đó, nó xây đầu nó lên cái hướng đó đó, đó ra ngay cái lỗ đó là bắn nó không chết đâu, đóng băng lại nó cũng không chết nha anh em. Đấy, mình để ý nhiều lần lắm anh, nó ra ngay chỗ đó nó cũng không chết ha. Nó mà lạng lờ ra ngoài chết không chết thì thôi, chứ đừng lên góc đó rồi đóng băng lại cũng không chết đâu. Đóng băng bắn đạn nó phí đi. Lên góc đó bắn cầu may thôi chứ nó không chết. Xem có con boss nào ra ngon lành không. Con tiên cá vàng. Wow, bạn trên bắt được cái con cá hổ xong rồi. Quơ xả láng luôn bạn ơi. Cái quơ xả láng đi. Đúng rồi, quơ xả láng đi. Sáng về sớm. Đấy, quơ cái con mèo hoàng sắm kìa. Đấy, con rồng nó ra anh em ơi. Wow, thân lắm, kết hợp 25% anh em ơi, được 3B, gần 3B8 nha, quá đã anh em. Rồi mình quơ ra đợt này nữa thì cá không chết nữa thì quá, mình ăn được, tiếp tục ăn bảo đạn anh em, bắn xả láng sáng về sớm luôn. Bảo đạn rồi thì cứ dí cái con cốc vàng này chơi vô đĩa nó thôi, lụm bao nhiêu được thì lụm. Lượm vàng nó chảy vô mình kìa anh em. Đó, vàng nó bay vô kìa. Vàng nó vô túi kìa anh em. Rồi không có cá mình cũng quơ từ lưa luôn. Bảo đạn mình quơ từ luôn luôn. Rồi hết cái phượng hoàng lửa này, chắc lẽ mình thoát đây. Xin chào anh em. Chúc anh em chơi game vui vẻ nha.